Hiện tại Phương Anh đang có mặt ở Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam để tham dự một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Và trên tay Phương Anh đây là những lá thư được viết từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Những lá thư đong đầy tình cảm của hậu phương, của tuổi trẻ sẽ vượt sóng để gửi đến những người chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Ngoài khơi gió lộng, chú có lạnh không? Gửi chú chút nắng, mong chú ấm lòng. Những câu thơ mang bao tâm tư tình cảm đã được câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương gói ghém gửi đến những chiến sĩ ngoài hải đảo. Những lá thư tay, những tấm thiệp mừng từ hàng triệu thanh thiếu nhi trên dải đất chữ S gửi đến các chú bộ đội ngoài đảo xa. Nội dung thư thiệp năm nay về sự sáng tạo, về mặt hình thức cũng như nội dung rất là đẹp và xúc động. Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương mới quyết định tổ chức một cái triển lãm nhỏ thế này, nằm trong khuôn khổ Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, trên một cái hoạt động mà đang đóng hàng quà để gửi ra Trường Sa. Đó thì là để cho các bạn học sinh hoặc là những khán giả có theo dõi chương trình có thể trực tiếp đến đây chiêm ngưỡng những tấm thư thiệp này, và mình tạm gọi đó là những tác phẩm, thực sự là những tác phẩm nghệ thuật làm rung động sâu thẳm trong trái tim của mỗi một người thưởng thức. Mứt Tết, hạt tiêu, miếng dông, mộc nhĩ, tất cả hương vị thân quen này sẽ được gói ghém đi theo hành trình yêu thương gửi đến tay những chiến sĩ nơi hải đảo. Mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền và những yêu thương, tình cảm từ mọi miền Tổ quốc để những chiến sĩ nơi đảo xa sẽ luôn cảm thấy đầm ấm và vững chắc tay súng, bởi bên cạnh luôn có quê hương sát cánh. Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì là được cùng với câu lạc bộ Tuổi trẻ vì miền đảo quê hương tham gia những cái chương trình để gửi những cái tấm lòng tình cảm của đất liền gửi đến Trường Sa. Và hôm nay cũng cùng với các anh chị em trong câu lạc bộ để đóng những gói quà, những đặc sản vùng miền của quê hương để gửi đến cho các chiến sĩ. Xuân Nhâm Dần đang về trên khắp đất trời. Những món quà Tết cùng những cánh thư vượt sóng từ đất liền không chỉ mang đến ý nghĩa thăm hỏi, động viên tinh thần mà còn gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để những người chiến sĩ nơi hải đảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ấm lòng những ngày Tết đến xuân về.